dây em này, cái là lỗ. Đây chính mình. Đó bạn là đi đây. Ở đây là em sang nhà mình. Đang cứ cứ thôi, đang buồn ngủ nè. Hôm nay mình sẽ cho mọi người chơi lên ván đấy. Vận động về tay. Tay này. Và chân. Các bạn xem mình chơi nhé. Ôi. Các bạn ơi, đây này. Đây cái trò mình vừa bảo này. Trò này đó, mình cần thể thao nhiều lắm. Đây, chơi nhá. Chân trái, chân phải. Đây cũng là tay trái. Bạn cứ như thế, nếu như bạn xin bạn sai thì bạn lại quay lại từ đầu cho người khác chơi. Để mình chơi cho các bạn xem. Đây, 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 đây. Sai rồi các bạn ơi. Ai mà đi lên đây mà cầu vòng chiến thắng là sẽ nhận được một món quà bất kỳ. Đây, đến năm hộp da cùn. Đây là ba cái thạch. Một cái thạch cùn và hai cái thạch cao. Còn đây là một đống kẹo. Hai kẹo mụn sô-cô-la bạc hà. Ăn nhé. Ôi, còn rửa đấy, không ăn được đâu. Không ngon đâu. Trừ dễ trừ ra. Còn đây là sô-cô-la. Sô-cô-la. Và đây là hai cái gì? Một gói ăn này. Bánh phồng mực Indonesia. Wow. Còn đấy là đậu xanh nước dừa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chuối. Get go. Bước đầu tiên mình phải xin. Xin. Chơi thế mới là chơi. Hào hán. Được. Hào hán. Hào hán. Không được chơi em gian nhá. Chuối này phải chơi nghiêm túc vào. Nào, du không? 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 Du không đem. À, chị sai. À, chị sai không? Cô chị mình được đấy. Chị mình ăn kim vô cực. Wow! Yeah! Yeah! Yeah!
em bị nhầm rồi. Đến em của mình là hiệp 2 rồi, mình cứ bảo hiệp 1 cơ. À, hiệp 1 là em có chứng nhận quả nào, hiệp 2 em nhận được 1 tiếng quả. Thế là đến chị nhi. Chị nhi giỏ miền Nam. Kiểu mình tay chân như thế này đấy.
Đây chân mình như này. Các bạn nhìn mình, nhìn chị mình chơi chất gì. Để nhiều lượt xem để cho mình nhận nước này. Bye bye.